làm quản lý nhà nước, nhưng vì sứ mệnh phục vụ nông dân mà đến với quản lý doanh nghiệp. Từ đó, để giữ cái tình, cái nghĩa và đảm bảo quyền lợi cho hàng triệu nông dân Việt Nam, ông đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến mâu thuẫn lợi ích, chịu mạo hiểm bản thân, đưa ra những quyết định khiến nhiều người nghi ngại. Một cái người lãnh đạo mà có một cái tầm nhìn rất là xa, mà khi nói ra có thể là mình lúc đó mình chưa tưởng tượng được nó như thế nào. Ban đầu thì tôi có nhiều cái hoài nghi và lo lắng, nhưng mà sau đó khi mà tiến hành làm thực thi những cái ý tưởng đó, nó rất là có kết thúc là tốt đẹp. Bởi với ông, cả đất nước nặng nợ với nông dân, cần phải nỗ lực đáp trả. Và ông nguyện ý vì nông dân mà cân nhắc, mà tính toán, mà chịu hy sinh. Rất vui được gặp lại quý khán giả của chương trình Diễn đàn CEO phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Vừa rồi là những phát họa về nhân vật đặc biệt của Diễn đàn CEO tuần này, một người dùng cả cuộc đời để thực hiện ước nguyện xây dựng cuộc sống sung túc cho hàng triệu nông dân Việt Nam. Mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện của anh hùng lao động và cũng là CEO của tập đoàn Lộc Trời, ông Huỳnh Văn Thòn. Xin chào ông. Xin chào. Đầu tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời chia sẻ câu chuyện của mình với chương trình. Như tôi được biết thì ông bắt đầu cái công việc của mình từ cái việc là một tỉnh ủy viên và cũng là phó giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh An Giang. Thì cơ duyên nào lại đưa ông đến với việc quản lý doanh nghiệp ạ? Thực ra không phải là duyên cớ mà là một sự lựa chọn hẳn hoi. Tôi biết mình là cái người hay xé rào, hay vượt khung. Sống thì di tình hơn là di lý. Nó không phù hợp với chuyện làm nhà nước. Mà ngoài ra đó, tôi có hơi lãng mạn một chút. Mà lãng mạn thì không phải là lãng mạn cách mạng đâu. Lãng mạn theo cái nghĩa đen đó. Cho nên nó không phù hợp với chuyện làm người nhà nước đâu. Lúc đó thì mục tiêu mà công ty mình hướng đến là gì thưa ông? Đây là cái lúc cái đơn vị đó là một đơn vị nhỏ. Mới có 23 người thôi. Và với có 750 triệu tiền vốn thì cũng biết để giải quyết một cái nhiệm vụ là lo bảo vệ cây trồng cho tỉnh lúc bây giờ. Nó là cái giai đoạn mà nhiệm vụ mang tính chất là tự phát của công việc đó. Thì ở giai đoạn đó bà con nông dân cần cái gì thì mình lo cái đấy. Cần thuốc mình lo thuốc, cần giống mình lo giống, cần giải pháp kỹ thuật mình lo giải pháp kỹ thuật, cần lực lượng hỗ trợ thì mình hỗ trợ. Đó chính là cái cách làm của cái thời kỳ mà nó chưa có một cái chiến lược gì rõ ràng. Và tôi hay nói đùa đó là mình là phục vụ nông dân theo kiểu thích thì chịu. Ông có thể vui lòng chia sẻ những sự kiện nào nổi bật mà ông đã từng cùng nông dân vượt qua không ạ? Trong đời thì có nhiều kỷ niệm lắm, nhưng có lẽ là cái trận mà thử lửa đầu tiên khi mà sang làm bảo vệ thực vật đó là cái trận dịch năm 1979-80 đó. Tức là chú dự đoán trước 6 tháng là nó sẽ xảy ra dịch. Chính vì sẽ xảy ra dịch đó, cho nên chú phải đem tiền, tất cả tiền của công ty có như đi vay để mua cái lượng thuốc về dự trữ. Mà thời đó dự trữ là chú không có nhà máy, thành ra chú phải gửi các cái công ty, các cái nhà máy mà của nhà nước để gia công. Cái bằng chứng chú nói cái đó là có, thì chú có trước đó chú có gửi một cái thư cho ông cục trưởng bảo vệ thực vật xin mua cái thuốc dự trữ quốc gia mà mấy ông đang sử dụng đó về để chú chuẩn bị cho địa phương. Cái đó là cái điều mà chú có lẽ là do một cái gì đó chú cũng không hiểu, mà trong đó có kỹ thuật, có cái phán đoán, có cái nhạy cảm của mình mà chú dự liệu trước cái đó. Nhưng mà thể hiện cái đó nó ngay cái lúc đó chú nhớ vào cận Tết và sau Tết, mà chú vẫn đề nghị anh em là đừng có nghỉ Tết mà phải canh, có lẽ là có dịch đó. Đừng có nghỉ Tết nha. Thì quả thật khi mà mình nhận được cái đó đó chứ, thì là mình đã dồn tiền hết á, cái rủi ro nó nằm ở chỗ nếu như mình dồn tiền cho mình làm cái đó mà nếu nó không có dịch thêm thì coi như cái thuốc đó mình phải giữ trong kho đó là chịu lãi ngàn chứ luôn. Phải không? Về vốn mình vậy. Nhưng mà chú nghĩ rằng vì cái lợi ích của dân mà mình nghĩ mình phán đoán chút đúng, nhưng mà vì cái lợi ích của dân mình cứ làm cái đó cái đã trước. Còn nếu mà nó không xảy ra dịch mình tính được, em mà nhưng mà việc xảy ra dịch đó thì cái đó nó mới lại trở thành cái vấn đề quan trọng. Thì lẽ ra khi công ty chấp nhận cái rủi ro đi thị trường trước, thì khi có cơ hội giá thị trường nó lên thì tập đoàn công ty bán. Nhưng chú không, chú nói như này là phải giữ giá, giữ cái giá
đảm bảo. Mà muốn giữ được cái giá thì phải đẻ ra nhiều cái hình thức kiểm soát và phân phối. Đó chính là cái khổ cho anh em, mà thêm cái khổ nữa. Nhưng cái khổ đó là công ty rất là sáng tạo. Là khi xảy ra dịch thì mình vận động được sinh viên của trường Đại học Cần Thơ và các trường, các cái cán bộ khoa học kỹ thuật, các cán bộ quản lý của tỉnh, rồi cán bộ quản lý của trung, các cán bộ khoa học kỹ thuật ở các viện trường của Trung ương, kể cả Cục Bảo vệ thực vật cũng xuống cùng hỗ trợ cái triển khai cái chống dịch của mình. Và thực ra mà nói thì ở đó nó cho mình nhiều cái bài học, mà trong đó là cái bài học về cái huy động cái sức dân và niềm tin vào dân. Bởi vì cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà mình với dân có cái vụ hợp đồng B đó, nó bị trục trặc. Hợp đồng B tức là gì? Ứng vật tư cho nông dân, rồi là nông dân sẽ trả sau một vụ, nhưng sau đó nông dân không trả, mất cái khoản tiền đó. Cho nên từ đó nhà nước sợ, nhà nước cấm không làm gì đó. Mà lúc bây giờ thì nông dân đâu có tiền để mua thuốc. Bằng cách nào bây giờ thì chỉ có nước là phải chịu trách nhiệm về cái việc của mình làm. Và tôi có mời anh em với lãnh đạo của các huyện đó là phải cùng chịu trách nhiệm với cái này. Bởi vì mình biết là chỉ đạo như vậy, nhưng mà tình hình nó như vậy thì phải giải quyết như thế này. Thì tôi có nói với anh em rằng là trong kháng chiến tôi biết mà. Nông dân người ta thương mình, mà hồi đó mình đâu có lợi ích gì, mang lợi ích gì cho nông dân, ngoài cái chuyện là mình đang đi chiến đấu với nhân dân, dân tộc, trong đó có nông dân đang muốn độc lập, chỉ có vậy thôi. Mà hồi đó mình làm ám hiệu thôi, người ta biết, mình đi thức dậy, người ta đi cho mình vô nhà, lấy đồ cho mình mặc cho nó ấm. Nhưng mình gọi nước, thường gọi nước, người ta mới đi dở lò, người ta đi kiếm cá, tại vì người ta nấu cơm cho mình ăn. Nhưng mà khi bị lộ đó, thì không phải mình thì chết có một mình hoặc chạy thoát, còn gia đình của người ta thì tan nhà nát cửa. Vậy mà người dân vẫn, bà con nông dân vẫn lo cho mình. Lần này không phải là mình đi đến đó, là mình đi làm hy sinh đó cho người ta, mà mình giúp dân. Mình bán chuyện người ta, trong lúc người ta không có tiền, có người ta còn bán cái bàn thờ quý, người ta còn bán cái gì, người ta cũng bán, nên người ta lấy tiền người ta mua thuốc chống đầy. Thời đó nó vậy đó, tới mức độ nó vậy đó. Nhưng mà mình đem thuốc cho người ta nè, mà mình giúp cho người ta là bán rẻ mà không lấy tiền lời nữa, thì làm gì dân không trả nên mình người ta được mua. Tôi tin một cách vững chắc 100%. Thời đó có mấy ông bí thư huyện ủy, thời đó thì chú mới mời mấy ông lại, hồi đó chú có cái máy ghi âm nhỏ, thời bị chú làm ăn mà chú có cái máy ghi âm nhỏ, chú bật ra chú ghi gì vậy, bộ chỉ đạo gì, tỉnh bí thư tỉnh ủy chỉ đạo gì, mà tôi quấy quan điểm thôi, vậy mấy anh nói không, bây giờ mình đồng ý là mình làm vậy, mình cam kết nhà mình làm vậy, mình chịu trách nhiệm đó. Nhưng chú có nói với anh, tôi bảo đảm với anh, nếu như trong trường hợp mà mình chống dịch không thành công thì trong đó cũng có cái lỗi của mình, thì coi như bà con không có tiền để trả mình thì đành chịu. Mà nếu như mà bị tù tội thì bà con nông dân cũng sẽ xách cơm cho mình ăn, đừng có lo. Và đúng như cái dự đoán, bà con nông dân rất là trọng nghĩa, cho nên cái giữ chữ tín, bà con trả tiền gần như đủ hết. Lúc đó thì ông đã bán nợ cho bà con nông dân khoảng bao nhiêu? Nhà nước thì cho phép là công ty chỉ có bán 500 triệu thôi. Nhưng lúc đó mình bán sạch hết tất cả cái kho và tiền mình vay là 3 tỷ 7. Phải gọi là một cái bước rất là mạo hiểm. Thế bản thân ông không cảm thấy rằng là lo lắng sao? Gần như lúc đó tôi không có thời gian để mà nghĩ chuyện lo không lo. Mà cái việc quan trọng nhất là lúc bây giờ là làm bằng mọi cách để chống dịch thành công. Hình như toàn bộ tâm trí nó vào cái đó. Thành ra hình như nỗi lo nó không có. Thấy cái gì phải thì phải ráng làm thôi. Thưa quý vị, đến năm 2010, ông lại quyết định đầu tư vào ngành lương thực. Từ đó, những cánh đồng mẫu lớn, chuỗi giá trị lúa gạo đầu tiên của Việt Nam đã được hình thành. Điều gì đã đưa ông đến quyết định này? Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin mà ekip đã tổng hợp được ngay sau đây. Sau khoảng thời gian dài nỗ lực phục vụ bà con nông dân theo quan điểm nông dân thích thì chiều, đã tạo điều kiện tốt nhất cho bà con sản xuất. Đến khi nông dân sản xuất có mùa vụ, đảm bảo năng suất tốt, chất lượng khá, thì một lần nữa những người nông dân chân chất ấy lại tìm đến ông tâm sự. Ta nói, Thòn ơi Thòn, bây giờ là không có tiêu thụ được con, bây giờ giúp dân cái đi, tiếp làm cái đó. Vậy là từ đó, ông lại gắn thêm một sứ mạng mới cho công ty cổ phần thực vật An Giang,
lò hoạt động thêm lĩnh vực lương thực, 5 nhà máy chế biến lúa gạo với quy mô lớn được xây dựng tại các vùng trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long để phát triển ngành lương thực và đầu tư xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn theo mô hình khép kín, từ khâu xây dựng vùng nguyên liệu, cung ứng nông dược, hướng dẫn quy trình kỹ thuật và hỗ trợ miễn phí cho bà con nông dân các khoản về bao bì, vận chuyển, sấy, bao tiêu lúa tươi theo giá trị thị trường cho nông dân. Để việc thực hiện sứ mạng mới thuận lợi, ngày 23 tháng 8 năm 2015, ông đã chính thức đổi tên công ty thành Tập đoàn Lộc Trời. Theo đó, vốn điều lệ được nâng lên hơn 652 tỷ đồng và trở thành doanh nghiệp đi đầu trong xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long. Một lần nữa, vì cái tình, cái nghĩa với nông dân, ông tiếp tục thực hiện mục tiêu mới là xây dựng cho được một thương hiệu gạo Việt của nông dân và trở thành niềm tự hào của hàng triệu nông dân Việt. Khó về thị trường, phải có chiến lược lâu dài mới giải quyết được. Đã đành, ông lại phải tiếp tục đối mặt với thách thức mới. Bởi việc xây dựng thương hiệu gạo Việt với ông không chỉ là phát triển doanh nghiệp, mà còn phải không quên sứ mệnh đã đề ra từ đầu là nỗ lực, ăn đồng, chia đủ, công bằng với nông dân Việt. Diễn biến tiếp theo mời quý vị cùng tiếp tục quay trở lại với cuộc trò chuyện tại trường quay. Quý vị đang trở lại với câu chuyện của chúng tôi và anh Hùng Lao Động, cũng là CEO của Tập đoàn Lộc Trời, ông Huỳnh Văn Thòn. Thưa ông, qua đoạn clip vừa rồi thì có thể thấy rằng ông đã thực hiện thêm một sứ mạng mới là tìm đầu ra cho nông sản của Việt Nam. Thì ông nghĩ gì khi làm điều này ạ? Sứ mạng của Bảo vệ thực vật An Giang đó là muốn nâng cao cái cuộc sống và vị thế của bà con nông dân và phải bảo vệ cho được cái nguồn mạch sống của đời sau. Chính vì vậy đó mà cái ngành lương thực ra đời để đảm bảo cái sứ mạng đó. Nhưng lúc bây giờ đó là một cái ngành mới, nhưng mà để đảm bảo rằng thay đổi, kiến tạo một con đường làm ăn mới như vậy đó, thay đổi cái tình thế đó là buộc phải đầu tư nhanh, đầu tư mạnh. Mà anh em Lộc Trời nói là phải tạo ra một cái thế trận đó. Mình ra sao ra bộ mà cái hệ thống kinh doanh lương thực nó có cũ, kể cả nhà nước, kể cả tư nhân nó ràng rịch với nhau đâu đó. Mà nếu mà chú không làm mạnh, làm nhanh thì là nó không có thể thay đổi được cái đó, thì nhận khổ. Mà muốn vậy thì chú phải đổ tiền, đổ nguồn lực. Chứ mấy tiền không đổ nguồn lực của mình vô cái kiến tạo con đường đó. Mà cháu biết mình mới và mà mình làm mạnh, làm nhanh vậy đó thì mình phải trả giá rất là nhiều. Từ việc xây dựng nhà máy mình cũng phải xây cho nhanh. Mà mình không có kiến thức gì, không quan mình không quản lý tổ chức lực lượng quan hệ với nông dân, nhân dân tất cả, xây dựng lực lượng thị trường quan hệ với thị trường. Năm cái đó chú cũng phải làm trong một thời gian rất ngắn, để kiến tạo con đường đó thì nó sẽ tạo ra cái xung đột đối với cái lợi ích của những cái nhà đầu tư. Nói chung là mỗi người xung đột kiểu khác nhau, nhưng mà trong đó có xung đột lớn nhất với các nhà đầu tư tài chính. Họ cho rằng nếu như mà làm như vậy đó, thì giúp cho nông dân thì là lợi, và bằng cái tiền, bằng cái nguồn lực của Tập đoàn Lộc Trời chính là nguồn lực của họ mà. Mà theo họ thì lẽ ra là cái này là của nhà nước. Nhưng mà thuyết phục nhà nước không phải là dễ. Ngân sách với cái khoản chi chú gì tính là khoảng gần 2.000 tỷ đó, thì làm sao mà có được của nhà nước, rất là khó. Thành ra chú phải sử dụng cái phần mà chú nói giáo là thân cái nguồn lực của công ty đó, mà chú đã làm ở trong cái dạng tức là lấy nguồn của mình ra để đầu tư cho dân, mình thu lại sao. Và trong đó nó có cái nguồn mình đã thu trước rồi, mình đã có trước rồi. Thì chú gọi là cái chiến lược đó là chiến lược là phân phối và phân phối lại lợi nhuận sao cho hợp lý và đạo lý, cái triết lý kinh doanh của tập đoàn. Mình lấy triết lý đó và mình sử dụng cái nguồn tiền trong cái đó. Bởi vì Lộc Trời lúc đầu ra đời có 750 triệu tiền vốn rồi. Thì chú xác định với anh em tất cả cái tiền mình có được, tài sản mình có được hôm nay đó là do mình tích lũy ở đâu đó, cách nào đó không biết, phân phối lại cái nào biết, nhưng mà đó là của nông dân. Bây giờ mình trả lại cho những cái chương trình đều cho nông dân là công bằng, mình gọi là phân phối lại là vậy đó. Mà chú nói sao cho hợp lý và đạo lý đó. Đó, và cũng với cái chiến lược đó, với cách đó thì chú phải thuyết phục anh em tổ chức của mình, công ty mình chấp nhận cái đó. Nhưng chú cũng phải dùng cái đó để đánh bài và để đấu tranh và để giải thích cho toàn bộ cái cổ đông, họ hiểu rằng đó là một triết lý kinh doanh có đạo nghĩa.
mà họ đã chấp nhận chú, trong khi họ đã đóng cổ phần ở đây là họ đã chấp nhận cái triết lý này rồi. Triết lý này rồi, cái cuối cùng là chú nói đây là con đường tồn tại cho nông dân, là có nông dân tồn tại thì mới làm ăn được. Nhưng mình là cái người cứu nông dân thì chắc chắn đây là thương hiệu nông dân sẽ thương mình, thì đây là trở thành cái tài sản, nó cũng được trả vô tài sản của mình thành thương hiệu, thì sau này mình sẽ kinh doanh mình có lời được. Thì cho biết một cái cách mà giải thích nó dài như vậy đó, và nó nhiều cái ẩn, nhiều cái ẩn số trong đó, thì giải thích với kiểm toán nhà nước cũng mệt, chứ không phải đơn giản. Nhà nước ngay đó nè, giải thích với anh em, giải thích với cổ đông, giải thích đâu đó là cái cuộc chơi mà hết sức phức tạp, chúng tự thuyết phục để họ nghe được cái đó, và họ bán lại cho cái tập đoàn, một cái tập đoàn khác, và khi đó cái tài chính đó chú cũng phải bàn với cái tập đoàn đó để chú ráp hai bên một cách hợp lý. Nếu mà nói về cái này mới không ai hiểu, mà đôi lúc chú cũng không tự hiểu làm sao mà chú có thể giải quyết. Ở đây cái hay mà cái đáng mừng mà mình đáng khích lệ đó chính là nhà đầu tư người ta không nhìn một cách thuần túy như vậy, mà người ta nhìn qua cái lăng kính là giúp bà con nông dân, để bà con nông dân có sức mà nó trở thành sức mua, chính là cái sức khỏe của nền kinh tế, để cho các cái doanh nghiệp và những người làm ăn nó mới có điều kiện để phát triển. Nhìn xa như vậy, nó ở trong đó nó không đơn thuần là tính toán kinh tế, mà nó đã có được cái tình của cái người mà bỏ tiền ra đầu tư, với lại những con người mà có công để biến cái tiền nó thành cái giá trị trong cuộc sống. Đó chính là cái khác biệt của các cái nhà đầu tư mà làm ăn với Lộc Trời, rất là đáng ghi nhận. Cái kế hoạch mới này của Lộc Trời thì mình sẽ làm như thế nào để mà nông dân được ăn đồng chưa đủ ạ? Nông dân không có khả năng thì phải cho nông dân thiếu chịu về tiền vốn, tiền vật tư, phải vận chuyển về nhà máy miễn phí cho bà con, rồi phải cho bà con gửi kho để cho bà con nông dân đó là được lựa chọn cái thời điểm thích hợp nhất để bán lúa. Mà bấy lâu nay thì cái việc mà bán lúa của bà con nông dân là do không có được sấy khô, không có được dự trữ, không nợ ngân hàng, cho nên phải bán sớm đó. Chính vì vậy mà gì bị ép giá và bị trả tiền rách cũng phải chịu, thiếu nợ cũng phải chịu, mua giá nào cũng phải chấp nhận. Thì bây giờ đây là thay đổi cái này, là lật lại cái kèo đó, bà con nông dân để kèo trên. Thì mình cái đó chính là cái nâng cao cái vị thế của bà con nông dân đó, từ cái người mà bị động sang cái người chủ động đó. Thì những cái đó là những cái mà chú hỗ trợ cho dân, nhưng giai đoạn này chú xác định là hỗ trợ để tạo ra cái cách làm ăn thôi, để cho các công ty khác cũng phải làm theo cái hướng đó, để giúp dân, tức là mình kiến tạo con đường làm ăn này. Hiện tại ông thu mua của bà con nông dân là hiện tại đã tiêu thụ ở đâu rồi, và cái kết quả nó như thế nào ạ? Hiện nay thì có thể nói mình có đã bán đi rất là nhiều nước, mà như Nhật đó, với cái 113 chỉ tiêu mình cũng vượt qua được. Mình cũng đã bán gạo được vào Mỹ, tuy rằng nó cũng phải là rất là khó khăn. Và gần đây thì mình đã bán sang được châu Âu. Mình mua cái gạo đó của bà con lúa, của bà con nông dân cao hơn bây giờ bước đầu là 300 đồng một ký lúa. Đó chính là cái kết quả của cái việc đưa gạo có thương hiệu theo cái phương thức sản xuất RB sang các cái thị trường thế giới. Sắp tới thì thông qua Lộc Trời, ông mong muốn mang lại điều gì cho người nông dân Việt Nam ạ? Tất nhiên với cái chuỗi sản xuất lúa gạo bền vững của mình vừa qua đã bước đầu mang lại nhiều cái lợi ích cho bà con nông dân. Nhưng bây giờ muốn gia tăng cái lợi nhuận đó thì cần phải xây dựng cái thương hiệu lúa gạo. Thì xây dựng thương hiệu lúa gạo nó mới giải quyết được cái vừa lợi ích mà vừa là khát vọng của bà con, là nâng tầm gạo Việt, là để bà con nông dân bán được với giá cao hơn, chẳng những thu nhập cao mà nó thực hiện cái điều mong muốn, cái danh dự, cái danh giá của người nông dân là làm gạo có thương hiệu, sản phẩm của mình có thương hiệu. Nhưng tôi tin rằng với cái khả năng của Lộc Trời như vừa qua tôi nói đó, và những cái điều kiện cần thiết, thì trong một thời gian ngắn, chứ còn thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ đạt được cái điều đó. Và tôi tin rằng là với cái hạt gạo này đó, nó cũng như cái quả bóng tròn của chúng ta thôi. Khi mà
cả dân tộc cùng muốn, cùng ủng hộ, và cái khát vọng của những người nông dân với Lộc Trời cùng làm đó, thì chắc chắn chúng ta cũng như đội U23 cũng có khả năng tạo ra cái cú đột phá, và chúng ta có được cái tiếng vang và sự biết đến, sự thừa nhận của thế giới. Liệu rằng có phải rằng là vì cái ý định xây dựng thương hiệu mong đã đổi tên công ty cổ phần thực vật An Giang sang là Lộc Trời không? Khi mà làm cái chuỗi sản xuất giá trị bền vững đó, là đi dự định cho một cái sứ mạng mới của Lộc Trời là nâng tầm hạt gạo Việt để nâng cao cái đời sống bà con nông dân, cũng như nâng cao vị thế của bà con nông dân đó, là phải được xây dựng một chiến lược hẳn hoi, bài bản. Và lúc bây giờ đó, lúc bây giờ cái tên cũ nó không còn phù hợp nữa, và cái quá trình đi lên đó, và làm ăn theo chiến lược đó, nó phải đi sâu vào những cái định chế tài chính mới, cái cơ chế thị trường mà như chúng ta biết nó rất là khắc nghiệt. Đồng tiền nó dễ làm cho chúng ta sai lệch nhiều vấn đề, mà nhất là vấn đề về đạo đức. Cho nên sợ mình lạc lối, anh em Lộc Trời mới súng nhau định hình cái nhân nghĩa trước. Và cái tên Lộc Trời á, là nó mang cái sứ mạng đó. Bởi vì như ông bà mình nói đó, là lòng dân là ý trời, ý dân là lòng trời. Cho nên chữ trời ở đây là có nghĩa là dân đó. Vì vậy để nhắc nhau rằng là mình ăn lộc của dân, theo cái đạo lý của ông bà mình nói là uống nước thì phải nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng, phải nhớ người trồng cây đó, thì mình nhắc ăn cái lộc của dân, hưởng cái lộc của dân thì phải biết đền ơn đáp nghĩa, trả ơn của dân như thế nào coi cho nó được, như cái cách nói của ông bà mình ở vùng Nam Bộ này. Dành cả cuộc đời để phục vụ người nông dân như vậy, người nông dân nhìn nhận như thế nào về những đóng góp của ông? Xin mời ông cùng quý vị khán giả tiếp tục theo dõi những ghi nhận sau. Ngày giờ nào tôi nhìn cánh đồng là ngày giờ đó tôi còn nhớ ơn anh Thoàn. Đúng đó, ngày đó cắt thì công ty đem ghe lợi, rồi công ty sấy khô xong xuôi rồi đó là mình lấy tiền thì công ty trả. Còn nếu mà mình cảm thấy rằng đó là giá này mình chưa vừa bụng mà mình đợi giá lúa nhóng lên thì mình gửi đó anh tháng. Thành ra cái ưu tiên của người nông dân đó, nó có nhiều cửa hơn công ty nữa. Thành ra cái chỗ đó mới là cái chỗ mang ơn nhiều đó. Người dân nhẹ lo, quẳng gánh lo đi đó. Nếu mà người ta làm kinh tế, trong túi người ta phải có lợi trước đã. Nhưng đối với anh Hòn, có nhiều khi anh lỗ, anh vẫn làm. Anh thấy được cái tâm tư, nguyện vọng, cái khó khăn của người nông dân ở đâu. Từ cái chỗ đó mà anh mới có một cái chiến lược để đưa ra để mà đi hợp tác với nông dân. Anh Hòn là một cái CEO, phải nói là có một cái... một cái lòng can đảm và kiên định, từng bước đấu tranh cũng có, thuyết phục cũng có, và giúp cho mọi người hiểu và ủng hộ, đi đến là đồng thuận. Giới khoa học Việt Nam thì rất là quý anh Thoàn, ở chỗ là ảnh nghĩ về nông dân, nhưng mà không phải là nghĩ chung chung, mà ảnh có một cái cơ chế, một cái công cụ để chuyển tải những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học ở các viện trường đến được nông dân. Nhà khoa học người ta rất là vui vì những cái thành quả lao động trí óc của mình được người nông dân sử dụng và góp phần nâng cao cái cuộc sống của họ. Đối với Thuận, trước hết là phải nói là nó thông minh. Cái thứ hai là nó ngay thẳng. Một cái cán bộ kinh doanh hiệu quả, tận tụy, sống nó đạm bạc, nó gần gũi, thân tình, tạo ra được cái sự tin cậy với người nông dân. Đối với tôi thì... lúc nào trong lòng anh Thoàn cũng là một cái hình ảnh, một người lãnh đạo mà tôi rất là quý mến. Tôi mong rằng là anh Thoàn sẽ cố gắng là giữ gìn sức khỏe tốt và cố gắng xây dựng lèo lái cái con thuyền tập đoàn Lộc Trời, từng bước vượt qua những cái khó khăn và xây dựng một cái môi trường làm việc trong tập đoàn là đoàn kết, vui vẻ, để đạt được cái mục tiêu mà anh Thoàn mong muốn, đó là đưa tập đoàn đi lên và góp phần xây dựng cho nông thôn Việt Nam mình là một nơi đáng sống, đáng quay về. Vừa rồi là những ý kiến mà ekip đã tổng hợp được, thì có thể thấy rằng cái tình, cái nghĩa mà người nông dân dành cho ông chính là sự tri ân sâu sắc. Cảm nhận của ông như thế nào khi nghe điều này ạ? Tôi cảm ơn bà con. Nhờ những cái lời khen như vậy đó,
mà tôi cảm thấy mình nâng cao cái trách nhiệm mình hơn, mình cần phải hoàn thiện mình hơn, cần phải làm tốt hơn đối với cái trách nhiệm tốt hơn với bà con. Đối với tôi thì đúng là không phải là thích khen, nhưng mà đối với những cái lời khen đó chính là một cái nguồn năng lượng để cho mình có thể mình làm tốt hơn. Bởi vì đối với tôi những cái răn đe của pháp luật đó nó không có mạnh, nó không có hữu hiệu bằng cái việc mình sợ mất lòng tin ở những cái người mà đã tin mình. Có thể thấy rằng cả cuộc đời của ông thì điều ông hướng tới nhất chính là sự công bằng và giúp đỡ cho người nông dân Việt Nam. Thì đến thời điểm này điều ông cảm thấy tự hào nhất là gì ạ? Tự hào thì hơi quá đó. Chỉ có ở cái mức độ là cảm thấy vừa lòng. Vừa lòng là mình chọn con đường đi làm doanh nghiệp mà lại làm với nông dân. Và ít ra tôi có làm được một ít việc. Và chính vì vậy mà nó làm cho mình đỡ phải trăn trở, đỡ phải ưu tư vì cái công lao lựa chọn rồi đào tạo một cách rất bài bản, rất là tốt của đảng nhà nước đối với tôi, vì tôi là học sinh miền Nam mà. Thế thì còn hối tiếc à? Ông có điều gì hối tiếc trong nhiều năm như vậy mà chưa làm được cho bà con? Có hai cái nó trở nên cái hối tiếc với tôi. Là cái lần năm 94 khi tỉnh là muốn chuyển tôi sang làm giám đốc công ty lương thực, thì lúc bây giờ tôi không có chịu khó thuyết phục tỉnh để nhập hai đơn vị lại với nhau rồi để mình nhận cái nhiệm vụ đó. Mà nếu như tôi đã chịu khó cái đó thì cái chuỗi sản xuất lúa gạo Bình Dựng đã ra đời sớm hơn, chứ không phải tới năm 2010 nó mới ra đời. Và tôi lại lặp lại một lần nữa cái sai lầm đó khi năm 2012-2013, khi mà Bộ Nông nghiệp nhiều lần đề nghị và Bộ trưởng Cao Đức Phát là có gặp tôi đề nghị tôi chuyển sang làm tổng giám đốc của Tổng công ty Lương thực miền Nam, thì tôi lại từ chối. Lần này thì cái sai lầm nó nằm ở cái điểm là tôi không phải không nói ra, không thuyết phục cái việc nhập hai đơn vị lại, mà là vì tôi sợ mình không hoàn thành được nhiệm vụ. Có thể nói đây là lần đầu tiên tôi chùn bước trước khó khăn. Sau đó và đến bây giờ tôi nghĩ lại, đó có hơi mắc cỡ là mình không có dũng cảm. Đó chính là cái nỗi luyến tiếc và ân hận của tôi. Nghe câu chuyện của ông rồi, tôi không chỉ thán phục chiến lược thích ứng qua từng thời kỳ để đưa doanh nghiệp đi đến ngày hôm nay, mà còn thực sự cảm kích tấm lòng của ông dành cho hàng triệu người nông dân Việt Nam. Một lần nữa, xin thay mặt những người làm chương trình, cảm ơn ông đã nhận lời chia sẻ câu chuyện với chương trình. Xin chúc ông sức khỏe để nông dân Việt Nam mãi có nơi nhờ cậy. Xin cảm ơn. Đến đây, chương trình Diễn đàn CEO xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong các chương trình sau.